Cách đây một vài hôm thì mình đã làm một bài đánh giá chi tiết về chiếc LG Velvet này và đánh giá chi tiết chiếc LG V50S ThinQ. Và nhiều bạn hỏi mình là nếu như mình đang có tầm 4 triệu rưỡi thì chúng ta nên mua LG Velvet hay là nên mua LG V50S ThinQ. Trong bài hôm nay thì mình sẽ cùng nhau so sánh xem là đâu sẽ là ưu điểm của hai chiếc điện thoại này và người dùng nào nên chọn LG Velvet và người dùng nào nên chọn LG V50S ThinQ. Mình là Trường An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Và trước khi bắt đầu video này thì nếu như anh em đang quan tâm với chiếc LG Velvet và quan tâm với chiếc LG V50S ThinQ này thì mình sẽ để link hai sản phẩm này bên dưới phần mô tả cho anh em xem nhé. Và Vietablet đảm bảo rằng hai chiếc điện thoại này đang có mức giá rất tốt, dưới 4 triệu rưỡi mà thôi. Và Vietablet sẽ có chương trình đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn tiền 100% nếu như anh em không ưng máy. Không chỉ đối với người dùng Android mà ngay cả người dùng iOS cũng quan tâm cái điều đầu tiên, đó chính là về thiết kế bên ngoài. Thì nhìn vào thiết kế cao cấp hơn chắc chắn là LG Velvet, nhưng mà đơn giản hơn và ấn tượng hơn thì phải là LG V50S ThinQ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình trải nghiệm hai chiếc điện thoại này, mình thấy rằng thứ nhất là chiếc LG V50S này mang cho mình cảm giác cầm nắm nó cao cấp, nó sang trọng, nhưng mà nó lại khó gần gũi hơn so với việc mình cầm một chiếc điện thoại nhỏ gọn, tiện lợi và thiết kế đơn giản như là chiếc LG V50S ThinQ này. Nếu như bạn không nhu cầu quá nhiều về thiết kế, bạn mong chờ một chiếc điện thoại nó gần gũi hơn và cầm nắm nó thoải mái, nó tiện lợi và nó không có nhiều những cái khuyết điểm thì bạn nên chọn LG V50S ThinQ. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc máy đang sử dụng một màn hình phẳng và phần mặt lưng sẽ được làm cong nhẹ giúp cảm giác cầm nắm nó ôm tay và chắc tay hơn. Nhưng mà với chiếc LG V50S thì sao? Máy sẽ có nhiều công nghệ tiên tiến hơn, chẳng hạn như là cái màn hình cong như thế này. Màn hình cong sẽ mang đến trải nghiệm cho chúng ta tuyệt vời hơn, sáng hơn và đã hơn. Nhưng mà màn hình cong lại dễ khiến cho bạn bị chạm nhầm máy. Cho nên là bạn nên cân nhắc thật kỹ giữa việc lựa chọn LG Velvet hay là LG V50S ThinQ. Nếu như bạn chú trọng nhiều về cái trải nghiệm người dùng thì mình nghĩ rằng bạn nên chọn LG V50S ThinQ, nó sẽ đơn giản hơn và dễ dàng hơn. Còn nếu như bạn mong muốn cái trải nghiệm nó tuyệt vời hơn, nó tươi tắn hơn, nó có nhiều cái công nghệ mới và nhiều cái tiên tiến bên trong thì bạn sẽ chọn chiếc LG Velvet. Rồi, tiện nói về thiết kế thì làm sao mình bỏ qua được về cái phần màn hình của hai chiếc điện thoại này, đúng không nào? Và như hồi nãy mình có nói, hai chiếc màn hình này có một sự khác biệt rõ ràng. Thứ nhất là về cái thiết kế của màn hình, LG Velvet sử dụng một màn hình cong, nhưng mà LG V50S ThinQ lại một màn hình phẳng. Cái màn hình phẳng này nó sẽ không mang đến sự mới mẻ cho người dùng, nhưng mà bạn sẽ không có nhiều khuyết điểm và trải nghiệm người dùng nó sẽ được trọn vẹn nhất. Nhưng mà với chiếc LG Velvet này thì sao? Công nghệ tiên tiến bên trong sẽ mang đến cái trải nghiệm nó mới hơn, nó ấn tượng hơn, nhưng mà bạn sẽ khó làm quen được với trải nghiệm như thế này. Bản thân mình là một người đánh giá rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà khi mình cầm chiếc điện thoại này mình chơi game, mình vẫn bị chạm nhầm máy và làm cho trải nghiệm của mình nó không mấy hoàn hảo. Do đó thì mình cân nhắc các bạn kỹ hơn về cái việc nên lựa chọn hai chiếc điện thoại như thế này. Bù lại thì cái màn hình của hai chiếc điện thoại này vẫn có độ sáng cao và mình ở công viên, bây giờ là đủ sáng. Và khi mình để sáng điện thoại ở chừng nửa cây thôi, mình vẫn thấy được cái màn hình máy như thế này đây nè. Các bạn thấy không? Màn hình hai chiếc điện thoại này nó vẫn sáng, nó vẫn tươi. Và cái việc này mang đến cho mình cái cảm giác rất là thích thú và mình hài lòng với cái trải nghiệm mà LG mang lại trên hai chiếc điện thoại này. Thứ hai là màu sắc trên hai chiếc điện thoại này nó vẫn tươi tắn và sáng sủa, với tấm nền là AMOLED nè, cùng với độ phân giải cao nè, và cùng với những cái màu như là màu đỏ, màu xanh, màu vàng hiển thị rất là tốt. Thì mình nghĩ rằng nếu như bạn chú trọng về cái màu sắc hiển thị thì cả hai chiếc điện thoại này đều mang đến cái trải nghiệm nó trọn vẹn và nó tốt. Nhưng mà nếu như bạn chú trọng về cái trải nghiệm về sử dụng màn hình thì mình nghĩ rằng bạn nên cân nhắc giữa việc là lựa chọn màn hình phẳng hay là lựa chọn màn hình cong. Còn về cấu hình bên trong thì sao? Về cấu hình đã có một sự khác biệt rõ ràng giữa LG V50S ThinQ và LG Velvet, bởi vì bên tay phải của mình là LG V50S ThinQ dùng con chip Snapdragon 855, nhưng mà bên tay trái của mình thì lại dùng con chip Snapdragon 765G, bởi vì LG Velvet mà nó cầm bên tay trái là phiên bản 5G. Do đó là nếu như bạn mong chờ một chiếc điện thoại LG mức giá dưới 4 triệu rưỡi có con chip Snapdragon đầu 8 thì chúng ta hãy chọn LG V50S ThinQ. Còn nếu như bạn không chú trọng nhiều quá về hiệu năng bên trong, bạn chỉ mong chờ được cái sự trải nghiệm nó tốt nhất, nó có thể chiến game được, có thể làm việc được, có thể đa nhiệm được, có thể giải trí được, thì con chip Snapdragon 765G vẫn đáp ứng tốt được đó cho các bạn. Nhưng mà điểm qua thông số thôi thì mình không thể nào đánh giá cụ thể được là hiệu năng bên trong nó như thế nào, đúng không? Thì mình đã có test luôn tựa game trên hai chiếc điện thoại này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về LG V50S ThinQ này trước. Thì với chiếc V50S ThinQ này thì mình đã chơi tựa game Liên Quân Mobile. Đầu trận thì FPS sẽ dao động từ 58 đến 59, có khi lên 60, có khi lên 61. Và đến cuối trận thì mình thấy có hiện tượng bị giật nhẹ. Nhưng mà đây là trải nghiệm khi mình chơi đầu tiên thôi. Còn những ngày sau mình chơi lại thì mình thấy rằng FPS duy trì từ mức từ 59 đến 61 FPS rất là ok.
bởi vì con chip bên trong máy là Snapdragon 855, cho nên việc trải nghiệm những tựa game như là League Mobile, Liên Minh Thập Chiến, BVG Mobile không thành vấn đề với chiếc LG V5S Thiên Quy này. Thế còn với cái thằng LG VVS này thì sao? LG VVS. Tại sao biết là tên VVS anh em? Bởi vì cái thiết kế máy quá đẹp nhưng mà hiệu năng máy lại không hề cao một chút nào cả. Và khi mình chơi tựa game Liên Minh Mobile, mình thấy rằng mức FPS sẽ dao động từ 58 cho đến 59 FPS và nó đôi khi sẽ sụt giảm nhẹ xuống còn 56 FPS. Mình nghĩ rằng các bạn nên cân nhắc thật kỹ khi mà lựa chọn chiếc điện thoại này, bởi vì đây không phải là chiếc điện thoại chuyên về chơi game. Nó có thể mang đến hiệu năng tốt ở một vài tựa game, nhưng mà nó sẽ không mang đến hiệu năng nó phải tuyệt đỉnh, nó phải là hiệu năng cao nhất ở những tựa game nặng hơn như là Genshin Impact hay là PUBG Mobile. Cho nên là nếu như bạn mong chờ cái sự trải nghiệm nó nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như là màn hình nè, như là thiết kế bên ngoài nè, thì chúng ta hãy lựa chọn LG VVS. Còn nếu như bạn chú trọng mạnh về hiệu năng bên trong thì cứ chọn LG V5S Thiên Quy. Tiếp theo là về phần camera, thì như các bạn thấy, chiếc LG VVS bên tay trái của mình đang có 3 camera đằng sau với thông số là 48, 8 và 5 megapixel. Trong khi đó thì chiếc LG V5S Thiên Quy bên tay phải đang có 2 camera với độ phân giải là 12 và 13 megapixel. Thì như vậy thì các bạn đủ biết rằng là camera con nào chất lượng hơn đúng không nào? Bởi vì khi nhìn vào độ phân giải thì chúng ta thấy được, thứ nhất là ống kính của con này nó sẽ cho chi tiết cao hơn, maybe sẽ cho chi tiết cao hơn. Còn ống kính con này thì có độ phân giải thấp hơn nên là maybe nó sẽ cho độ chi tiết thấp hơn. Vậy nhưng mà thực tế thì như thế nào? Thì mình đã có chụp một vài bức ảnh ở hai điều kiện, đó chính là điều kiện đủ sáng và điều kiện trong nhà. Thì đầu tiên ở điều kiện đủ sáng thì các bạn nhìn nè. Đầu tiên là với con LG VVS bên trái của mình, thì con điện thoại này lại cho độ sáng vô cùng tốt và độ bão hòa vô cùng cao. Đặc biệt là ở phần chi tiết và độ tương phản của hình ảnh thì lại vô cùng chất lượng. Và mình thấy rằng cái khả năng tạm tái tạo hình ảnh của con LG VVS này nó hơn hẳn so với cái con LG V50S Thiên Quy. Không chỉ bởi camera không đâu mà ngay cả phần mềm AI cũng can thiệp vào bên trong, làm cho chất lượng chụp ảnh của con LG VVS này được cải thiện vô cùng nhiều. Nhưng mà với cái con LG V50S Thiên Quy này thì mình thấy rằng bức ảnh nó sẽ hơi sáng một xíu nha, và độ chi tiết của nó chắc chắn nó không bằng con LG VVS. Và các bạn có thể nhìn vào hai bức ảnh này để các bạn so sánh. Và yếu tố thứ hai đó chính là độ tương phản của con LG V5S Thiên Quy này nó cũng không bằng cái con LG VVS này. Và yếu tố thứ ba chắc chắn là về khả năng zoom, bởi vì con điện thoại này nó có thêm một camera tele. Trong khi đó thì con LG V5S Thiên Quy này nó sẽ không có camera tele, cho nên là cái khả năng zoom nó bị hạn chế. Cho nên là những bạn nào mà yêu thích chụp ảnh có bố cục và thích zoom lên một xíu, quan tâm là 1.5x hoặc là 2x, thì chiếc điện thoại này sẽ khó lòng mang đến bức ảnh chất lượng cho các bạn. Như vậy thì chúng ta đã biết được rằng là nếu như anh em chú trọng về ngoại hình thì chúng ta sẽ chọn LG VVS. Nếu như các bạn chú trọng về trải nghiệm màn hình nó đơn giản, nó nhanh chóng, tiện lợi và không có lỗi thì chúng ta sẽ chọn LG V5S Thiên Quy. Nếu như các bạn chú trọng về hiệu năng bên trong thì chúng ta sẽ chọn LG V5S Thiên Quy. Và nếu như bạn là một người đánh mạnh vào camera thì chúng ta sẽ chọn LG VVS. Vậy thế còn pin thì như thế nào? Về pin thì đây chính là thông số của LG V5S Thiên Quy và đây chính là thông số của LG VVS. So sánh giữa thông số thì chúng ta sẽ không nói nhiều được rằng là hai con điện thoại này sẽ mang đến cái thời lượng pin nó như thế nào. Và khi mình trải nghiệm thực tế, mình thấy được hai điều. Thứ nhất là hai con máy này đều tụt pin hơi nhanh một xíu, bởi vì nếu như con LG VVS này phải gồng gánh một cái màn hình AMOLED, một cái màn hình cong, thì cái con điện thoại này cùng với gồng gánh một con chip mạnh bên trong, đó chính là Snapdragon 855, cho nên là thời lượng pin của con này nó, hai con máy này nó tương tương nhau. Do đó thời lượng pin của hai cái con điện thoại này nó hao hao nhau và nó tương đương nhau. Và khi mình dùng hai chiếc điện thoại này để làm việc á thì nó khoảng tầm nào đó từ 8 tiếng đến 9 tiếng, còn như các bạn chơi game á thì khoảng tầm từ 6 tiếng cho đến 8 tiếng. Đây chính là thời lượng pin mà cả hai con máy này đang có. Và mình thấy rằng cái con điện thoại này á, nó sẽ nhỉnh hơn con điện thoại này, bởi vì cái con LG V5S Thiên Quy nó chỉ gồng gánh một cái con chip mạnh bên trong thôi. Trong khi đó thì chiếc LG VVS này phải gồng gánh về cái màn hình, gồng gánh về cái thiết kế bằng nhôm của máy, rồi gồng gánh nhiều công nghệ tiên tiến bên trong, công nghệ tái tạo AI, công nghệ về camera. Cho nên là thời lượng pin con này nó sẽ ít hơn thời lượng pin của con LG V5S Thiên Quy này một xíu, nhưng mà nó không ít hơn nhiều đâu. Do đó thì nếu như anh em chú trọng về pin thì hai con này nó như nhau. Nhưng mà nếu anh em chú trọng về những yếu tố trên như là về camera, về cấu hình thì anh em biết phải chọn đứa nào rồi đúng không anh nào? Và đó chính là những so sánh của mình về chiếc LG VVS và chiếc LG V5S Thiên Quy. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ xuống tiền cho một chiếc LG VVS như thế này hay là xuống tiền cho một chiếc LG V5S Thiên Quy? Thì hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nha. Mình là Trương An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, mưa tới nơi rồi nè.